Đây là một cái xào lá hồ muốn đấy, từ tầm cái hộp như thế này. Hôm nay có một bạn ở Khánh Hòa. Đây là cái thông báo. Tăng một cái túi vải như thế này, đây là vải loại vải tốt nhất, mình mua loại vải tốt từ máy. Và trong cái xả thì có bọc một cái túi ni lông như thế này nhỉ. Đây là cái sáo để muốn đấy, con được tạo một cái gì theo vào đây nữa.